Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng với các bạn cách tự làm bơ từ trứng gà tại nhà. Và mình làm rất là đơn giản, không cần phải dùng máy gì cả. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là trứng gà. Và trứng gà này các bạn lưu ý là trứng gà không lạnh nha các bạn. Nếu như mà trứng gà mà các bạn mua về các bạn để tủ lạnh đó thì mình sẽ không làm được bơ. Vì khi làm bằng trứng gà lạnh thì bơ của mình sẽ bị chảy nước mà không đông đặc được. Và trứng gà này để làm bơ cho ngon thì các bạn nên để trứng ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ bình thường nha. Và khi làm bơ thì mình chỉ sử dụng lòng đỏ và mình không dùng lòng trắng trứng. Ở đây mình sẽ dùng 3 cái lòng đỏ trứng gà. Đầu tiên thì các bạn sẽ đánh tan lòng đỏ trước. Khi lòng đỏ trứng đã tan rồi thì bây giờ mình vẫn tiếp tục đánh trứng và mình sẽ cho dầu ăn vào. Ở đây mình sẽ dùng là 100ml dầu ăn cho 3 cái lòng đỏ trứng gà. Và lượng dầu mình cho vào là từng chút một nha các bạn. Các bạn cứ vừa đánh trứng nha, mình đánh theo chiều kim đồng hồ nha, đánh liên tục. Và lượng dầu mình cho vào cũng từng chút một như vậy, để cho trứng gà và dầu của mình được quện đều với nhau. Nếu như các bạn cho lượng dầu cùng một lúc nhiều quá thì cái phần bơ của mình sau khi làm xong sẽ bị tách dầu ra vì dầu chưa có kịp tan. Các bạn khuấy cho thật đều tay nha. Mình khuấy càng đều tay thì bơ của mình càng ngon hơn thôi. Và thời gian mà để đánh trứng như thế này cho đến lúc mà cái bơ của mình được đặt lên thì tầm là 20 phút. Và các bạn cũng hãy yên tâm rằng khi mà mình làm bơ trứng gà với lại lòng đỏ trứng gà sống, nhưng mà sau khi mà thành phẩm bơ rồi thì sẽ không có mùi tanh. Các bạn cứ yên tâm ha. Vì trong quá trình mình làm đó thì dầu ăn cũng như là cái lực ma sát mà khi các bạn đánh trứng á, mình khuấy trứng liên tục như thế này nè, thì sẽ làm cho cái lòng đỏ trứng gà của mình được chín lên. Và sau khi làm xong thì đảm bảo với các bạn 100% rằng bơ của mình rất là thơm, ngon và đặc biệt không hề có một chút mùi tanh gì của trứng gà cả. Và các bạn nhớ lưu ý thêm giúp mình là các vật dụng đó, các dụng cụ mà để mình làm bơ nè thì phải thật là khô ráo, sạch sẽ và không được ướt nha các bạn. Nếu như mà dụng cụ của mình mà bị dính nước đó, bị thấm nước một chút thôi thì bơ của mình sẽ bị chảy nước mà không đông đặc được. Như các bạn có thể quan sát thấy là bây giờ bơ của mình bắt đầu đã đặc rồi nè. Và mình sẽ ngưng không cho dầu ăn vào nữa. Các bạn thấy ha, khi mà bơ đặc nè thì bơ sẽ bớt dính vào trong cái cây mà đánh trứng của mình rất là chặt nè. Và sau cùng thì mình sẽ cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối để bơ của mình có cái vị hơi mặn mặn một chút xíu. Và ở bước này nếu như mà các bạn thích, các bạn cũng có thể cho vào đây là một chút bột tỏi để mà mình làm cái bơ có vị tỏi. Hoặc là nếu ăn cay thì các bạn cũng có thể cho vào đây là một chút xíu ớt bột để mình làm bơ cay. Thì tùy vào ý thích của các bạn ha. Khi mà các bạn tự làm bơ tại nhà mà mình ăn á, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái bơ mà mình làm rất là béo nha, thơm, ngon. Nhưng mà vị béo là rất thanh, chứ không phải là béo ngậy, béo ngán giống như là khi các bạn mua các loại sốt mà mayonnaise làm sẵn á. Thì những loại sốt đó là mặc dù mình ăn cảm thấy rất là ngon, vừa miệng lắm, nhưng mà cái vị béo rất là nhiều và mình ăn một chút xíu thôi là mình đã ngán ngay. Còn với cái bơ mà mình tự làm tại nhà thì cái vị béo rất là thanh và không làm cho các bạn có cảm giác ngán, có cảm giác mà ngấy khi ăn. Bơ trứng gà sau khi làm xong, nếu muốn dùng được lâu hơn thì các bạn nhớ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Và mình sẽ dùng bơ được trong vòng 3 ngày. Các bạn có thể dùng bơ trứng gà này để làm bánh nè, hoặc là mình dùng trong các món như là mình ăn với bánh mì. Bơ mà ăn với bánh mì là rất là ngon nha các bạn. Mình thì đặc biệt rất là thích ăn bánh mì, cho nên hôm nay mình sẽ mời các bạn một ổ bánh mì quết bơ kẹp thịt ha. Nhìn hấp dẫn quá đúng không các bạn? Mình xin chúc cho tất cả các bạn làm bơ trứng gà tại nhà thành công. Xin cảm ơn các bạn đã xem video và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.